Vâng, chào cô chú chị mình nhá. Thì ngày hôm nay thì đầu video thì em chung chúc tất cả bà con cô bác mình trên mọi miền Tổ quốc có một ngày mới thật là vui và hạnh phúc bên gia đình. Đặc biệt thêm nữa là phải luôn luôn thành công trong cuộc sống nhá. Thì rất nhiều anh chị hỏi địa chỉ của em chung ở đâu. Thì địa chỉ của em chung tại đường Lê Hồng Phong, Liên Nghĩa Đức Trọng, Lâm Đồng. Và em chung là Gara Quang Trung, chuyên mua bán và sửa chữa nhá cô chú chị mình nhá. Đây là ngày hôm nay thì thật sự là cực sốc. Đặc biệt, cái ngày đặc biệt cô chú chị nha, ngày đặc biệt. Thì trong thời gian 2 ngày, đó, ngày đặc biệt là ngày hôm nay là cái ngày gì cô chú chị mình. Em Trung sẽ tặng xe cho cô chú chị, tặng xe nhá, không bán. Một em Honda Accord, thì xe này thì phải nói là anh chị đang thấy được cái màu vàng rất là rực rỡ. Nhưng ngày hôm nay em Trung sẽ tặng là không bán cô chú chị nha. Chỉ một em này thôi, nhưng mà cùng theo chân em Trung lướt một vòng và chút xíu em Trung sẽ quay chi tiết tổng thể từ trong ra ngoài và chạy và máy móc nó như thế nào. Thì ngày hôm nay cô chú chị mình cùng xem hết cái video quý anh chị nha. Nên là cuộc đời của em Trung thì sóng bão tất cả mọi cái công việc làm ăn thì bao lâu nay đó, nói chung là cũng được bà con thương tình. Thì ngày hôm nay thì thật sự em Trung mới có được cái ngày hôm nay và gọi là cái cuộc sống nó hiện tại nó cũng được hơn rất là nhiều người cô chú chị mình. Nhưng ngày hôm nay thì thật sự là đặc biệt tặng cho cô chú chị, và em Trung sẽ quay chi tiết và test thử cái em đó chạy mức độ như thế nào. Nhưng đối với em Trung là riêng xe đó nhá, tại vì mình là gara mà, đâm ra là mình không thể nào nói xuông nói lời hai nói này nói kia, đâm ra là nó mất cái giá trị của con người mình. Nhưng em Trung sẽ test quay từ trong ra ngoài và sẽ test cái con xe đó cho cô chú anh chị. Riêng xe đó em Trung dám khẳng định cho cô chú anh chị, bao cô chú anh chị chạy từ Nam tới Bắc nhiều khi em Trung đã nói là cái có cái câu mà máy nổ còi kêu bốn bánh quay đều là anh chị chạy thôi đúng không. Nhưng ngày hôm nay thật sự là cái xe, thật sự là anh chị thấy có một cái con xe đó gọi là nó ở với em Trung thì thật sự là cũng khá lâu đó. Nhưng ngày hôm nay thì em Trung sẽ tặng cho cô chú anh chị em nó và sẽ quay video chi tiết và test thử luôn cho cô chú chị nhá. Trong vòng 2 ngày anh chị quan tâm chẳng hạn như là yêu em nó thì mình coi hết cái video. Và thật sự là em Trung cũng muốn là mong cô chú anh chị mình lên tới tận nơi đó, mình trải nghiệm, mình chiêm ngưỡng những mẫu xe. Thật sự là cũng nhiều khi anh chị cứ thương tình là ở alo Trung ơi là chuyển xe, alo Trung ơi là gửi xe. Nhưng mà khổ nỗi từ xưa tới nay em Trung giao xe mà từ Nam tới Bắc, thật sự chưa có một con xe nào mà để mà khách hàng phàn nàn, chưa có một con xe nào để mà xe này anh lấy không được hay như này kia. Thì thôi, chủ đề của em Trung thì ngày hôm nay cô chú anh chị mình cùng xem hết video, lướt sơ một vòng những cái mẫu xe còn trên cửa hàng quý anh chị nha. Và trước mặt anh chị đây thì đang thấy em này là Innova đời 2016 của chú chị mình. Thì thật sự là nó cũng quá rẻ đi so với đời này. Cách đây 1-2 năm trước nó cũng khá cao. Nhưng mà cách đây khoảng vài năm trước, tầm khoảng 2 năm trước thôi, nhưng mà cái giá trị xe này rất cao. Nhưng mà ngày hôm nay của chú nó rẻ rồi đó. Những cái mẫu xe điện này nó ra rồi, những cái hãng xe nó ra, nó rất là nhiều loại. Nhưng cái dòng Toyota này có chuyện, thật sự là để phải nói câu chuyện là giữ ra. Con người Việt Nam mình mà cứ ô tô là Toyota, mà xe máy là Honda của chúng, đi miệt mài luôn, thật sự không thấy hư có chút gì nha. Nhưng mà nhiều khi anh trai hoặc là chị gái muốn thay đổi, muốn một cái gì đó thì thật sự mình thay đổi cái khác thì cũng cái đó, câu đó thì mình lại không nói đó. Và đây thì lướt sơ một vòng cùng theo chân em Trung luôn. Đây thì em nói là sinh năm 2016 cô chú anh chị, 7 chỗ ngồi, một em Innova đời 2016. Em này nó là cuối của 2016 rồi cô chú anh chị mình nha. 330 triệu cho cô chú anh chị mình đó cô chị. Đó, đẹp không cô chú anh chị mình. Đó, được cái màu sơn rất là ok luôn. Và đằng trong này thì anh chị đang thấy em nó đang trong còn bộ nỉ này. Và đằng đây em Trung đã may một cái bộ áo ghế da. Tại vì những cái dòng này thì thật sự là anh chị mua về mà để chạy gia đình hoặc là dịch vụ hoặc là mình đi á, thứ nhất là nó không bị hôi và thứ hai nó sạch sẽ, mình lau chùi động dễ nữa. Em Trung đã làm sẵn rồi. Lúc nào em Trung cũng muốn là mang đến phục vụ cho cô chú anh chị mình những cái gọi là sản phẩm tốt,
đó, phù hợp với lại túi tiền của chú chị mình nha. Đây thì 330 triệu đời 2016. Và đây thì trước mặt anh chị đang thấy em này là Ford Everest này. Chẳng hạn như anh chị đang cần tìm một cái mẫu xe mà về phục vụ cho công việc này, hoặc là anh chị đi mấy quả đồi hoặc là đi xin lầy á, thì đây thì mình tiện thêm thì mình có một em Ford Everest máy dầu đời 2006, đăng ký 2007, hai cầu của chú chị mình nha. Trên cửa hàng anh Trung là bán xe cho cô chú anh chị có bảo hành, có bao quay đầu, nên mọi vấn đề thì anh chị không cần phải suy nghĩ. Và dành cho anh chị nào cái xe nó đẹp hay không thì anh chị nhìn trước mặt là đã thấy nó đẹp rồi, chứ chưa cần phải lên tới nơi. Tại vì em Trung chơi bằng cái điện thoại của bắp, đâm ra là cái hình ảnh của khi mà cô chú anh chị mình coi ấy, nó không thể nào nó được đẹp như ngoài đời thật được. 175 triệu của chú chị. Và đây thì đằng bên này Suki của cô chú. Em này bán cho cô chú anh chị với cái giá 80 nha, đời 2010. Em này là Suki Ben. Và xin thưa cô chú anh chị rằng cho em chúng giá bán bao nhiêu hợp lý luôn quý anh chị. Đây thì lướt một vòng luôn cô chú chị. Thật sự là ngày hôm nay thì câu chuyện là quan trọng là chỉ có lên gọi là tặng xe cô chú anh chị thôi, chứ giờ chẳng biết nói gì hơn. Đây thì này không cầm cái khóa nha, ra mở cửa cái xe này, quay luôn cái phần nội thất. Thì lấy một cái xe này thì chẳng hạn như là anh chị cũng nhìn là cũng thấy rồi, nhưng mà phải em một em Mitsubishi hai cầu, em nó là bốn máy của chú chị mình nha. Và giờ đây thì cái xe này đậu đằng bên này thì rất nhiều anh trai chị gái hỏi em Trung là tại sao không nói cái xe này, không quay cái xe này. Xe này em Trung bán rồi đó, đang đợi hồ sơ cho khách cô chú chị mình nha. Đây thì một em Mitsubishi V33 của chú chị mình. Xe này thì đồ chơi khá nhiều, màn hình Android, cam hành trình đầy đủ cho cô chú chị. Vô lăng nó sật, ghế chỉnh điện. Nếu mà để nói tới câu chuyện mà đồ chơi, riêng xe này thì anh chị không cần suy nghĩ rồi. Giá chỉ với 115 triệu. Bớt cho cô chú chị 5 triệu còn 110 triệu của chú chị mình nha. Đó, một em Mitsubishi dòng này thì nó được cái là nó bốn máy, nó tiết kiệm anh chị điều kiện mà hoặc kinh tế mình thấy những cái xe khác nó uống xăng nhiều quá thì mình lên lựa chọn, đúng không? Cũng rất nhiều cái lựa chọn cho cô chú anh chị mình. 110 triệu. Đời này là đời chín mấy em chúng không để ý đâu. Đó, đăng kiểm vừa khám luôn. Đó. Và đây thì đằng bên này là một em Hyundai Santa Fe nhập khẩu máy dầu đời 2003. Số tự động của chú chị mình nha. Hai cầu. Lướt sơ một vòng luôn quý chị. Đây thì anh Caramel quay được và đề nổ luôn cái máy. Cái máy của cái dòng Hyundai này thật sự là nó rất là êm. Đó, tại vì em nó là xài em nó lên là cái điện á, mà em nó là xài béc full rồi, full dầu rồi, full dầu điện tử rồi. Đâm ra là cái máy em nó rất êm. Số tự động máy dầu hai cầu quý chị nha. Anh chị muốn quan tâm cái mẫu xe này đó thì cứ liên hệ em Trung. Và giá dành cho anh chị thật sự là chỉ với 120 triệu của chú chị mình nha. Đó, nội thất thì sạch đẹp, đặc biệt em nó là hai cầu máy dầu quý anh chị. Đó. Dòng này thì anh chị mà đi cày bừa thì gọi là má ơi luôn. Đấy, chinh chiến. Anh chị thấy không? Nhập khẩu đến từ Hàn Quốc. Đây, tiếp tục qua tới đằng bên này thì một em Hyundai Getz này. Em này thì nhập khẩu của chú chị nha. Xe này rất đẹp luôn. Có cái remote đây không ta? Quay luôn cái phần nội thất. Rồi. Thôi được rồi, khỏi cũng được. Lướt sơ một vòng thôi. Đó, em này là giá bán cho cô chú anh chị 215 triệu cô chú chị nhìn nha. Ghét nhập khẩu quý anh chị, rất đẹp. Nói chung là cái hàng này em Trung gọi là cái hàng cọp á. Nếu mà trên đời này thật sự là cái dòng này, bởi vậy tại sao mà nó 1.4 thì rất là nhiều, nhưng em nó là cô chú anh chị mình biết không, nó được cái là 1.6. Đây, xe đẹp hay không anh chị chỉ cần nhìn vô cái nội thất này, zin nguyên bản. Nhiều anh trai chị gái hỏi em Trung là cái xe này nó làm lại không cần, không cần. Nhưng không phải, cái này nó là zin của em nó chứ không phải làm lại cô chú chị nha. Đây cái vô lăng này, ô đô của em nó đây cô chị này. Đấy, anh chị thấy chưa, cái ô đô của em nó đó. Và thật sự là cái nội thất của em nó từ những cái tem mạc, từ những cái anh chị thấy không, cái tappy này rất mới, nỉ zin. Nói chung là để mà tìm chiếc thứ hai thì thật sự là cũng gọi là hàng hiếm. Và đây thì 200 của chú chị mình nhá. Getz nhập khẩu máy 1.6. Em này là Tota này, em này là Vios của chị. Đây,
lướt sơ vàng cái phần nội thất luôn. Đấy, được cái màu vàng kem rất ok. Tapi bốn cánh thì đều chang nhau rồi, nó nên mọi vấn đề thì anh chị không cần phải suy nghĩ. Giá cực yêu thương và hấp dẫn cô chú anh chị. Riêng cái xe này anh chị mà về cày bừa thì không cần phải suy nghĩ luôn nha. Nó đời cao chót vót luôn. Trang bị màn hình Android, cam hành trình đầy đủ cho cô chú anh chị rồi. Và được cái dòng này nó thật sự là cái bản thân của em nó từ xưa tới giờ cô chú anh chị mình biết sao, nó giữ giá. Thật sự là nó giữ giá từ xưa tới giờ cô chú anh chị. Nồi đồng cối đá mà. Nói chung là để mà có nói cái độ bền thì phải nói là cái độ bền nó vô đối luôn. Đấy quý anh chị nha. Giá dành cho anh chị 280 triệu. Đó. Và đây thì tiếp tục đây thì em Vios này, chẳng hạn như anh chị mà kinh tế điều kiện nó đang còn kém, nó đang còn yếu, thì chẳng hạn như là cái túi tiền của mình so với 100 triệu thôi, đúng không? Anh chị bỏ ra đó, mình mua một em cũng là Toyota. Đó quý anh chị nha, cái hàng này nó nhập Nhật, được cái dòng này xài rất bền mà bền vô đối luôn quý anh chị. Nhưng mà thích anh chị biết rằng cái dòng này, cái máy 1.6 của em nó tiết kiệm này, bền này, lằn và đặc biệt máy rất êm luôn. Đấy, xe đẹp hay không thì anh chị vô thẳng cái phần nội thất quý anh chị nha. Xe đẹp hay không thì anh chị vô thẳng cái phần nội thất là nó có đẹp hay không anh chị biết rồi. Đây chúng sẽ nổ luôn cái máy. Cái máy thật sự khi mà anh chị đứng ngoài đấy, anh chị thấy chưa, cái máy mà anh chị đứng ngoài hầu như không nghe tiếng máy nổ luôn quý anh chị mình nha. Nội thất này, vô lăng, tất cả cái hàng ghế sau thì anh chị thấy hầu như là không có người ngồi quý chị. Này, anh chị thấy chưa, nể zin chưa, kính gọng chưa, được cái màu xanh cũng rất là dễ thương luôn. Đấy, ai yêu màu xanh thì cứ liên hệ em Trung. Một em Vios đời 2000, à một em Toyota Corolla đời 2000 bán cho cô chú anh chị với cái giá 100 triệu. Đây, và truyền hình xe này thì anh khách ngoài kia cọc rồi đó. Và xe lăn kia thì anh chị nào quan tâm thì cứ đam mê đó quý anh chị nhá, thì alo cho em Trung đó quý anh chị. Và đây thì ngày hôm nay trở lại câu chuyện một em Honda Accord quý anh chị. Ta đi từ đằng bên ngoài vô tới phần đằng bên trong. Tiếp tục đây, cái phần nội thất của em nó. Nội thất này em Trung thay mới, làm mới của chú anh chị mình nha. Nên là mọi vấn đề thì anh chị cũng cần phải suy nghĩ rồi. Sơn là cũng là sơn mới rồi. Đấy, tiếp tục quý anh chị. Đây, tiếp tục qua tới đằng bên kia. Và chút xíu em Trung sẽ dở luôn cái phần máy. Và dở luôn cái phần máy cho cô chú anh chị luôn. Đây, quay lên, đằng nào cũng quay thì quay cho hết luôn cô chú anh chị mình. Đó, được cái màu vàng rất yêu luôn. Nhưng mà xe này anh chị mà không lấy là bữa sau là em Trung sẽ lại thay đổi tiếp. Đó, mình lại chơi cái kiểu khác nữa, màu mè. Đấy quý chị nha. Đó, cực kỳ đáng yêu luôn. Đây em Trung sẽ mở luôn cái phần máy. Cái máy của em nó thì đây quý chị. Đó, sạch sẽ gọn gàng tất cả cái này. Đó, anh chị nhìn được cái tem mạc này, ok chưa? Đó, thì cái xe này nó chạy bao lâu thì nó cũng có xì xẹp, nhưng mà cái này em Trung chưa rửa cái hầm máy thôi, rửa hầm máy ra đẹp rồi quý anh chị. Tiếp tục anh chị thấy không? Nhưng được cái là biển số 49 một chủ từ đầu, cái màu vàng chăn. Đem Trung sẽ nổ luôn cái phần máy. Cái máy của em nó thì được cái thì anh chị không cần suy nghĩ nữa, chạy thử test thử cho cô chú anh chị mình luôn nha. Nên là ngày hôm nay thì thật sự là phải nói là, đấy anh chị thấy chưa, cái máy nhích cái nổ. Đây, nhiều khi cô chú anh chị mình em Trung nói xạo, nhưng mà thật sự đây, đấy thấy chưa, riêng cái dòng này nó dễ nổ lắm. Máy mà để mà chạy so với lại những cái em Camry thì phải nói là nó chạy ghê gớm lắm cô chú anh chị. Đây, nhưng mà ngày hôm nay thì em Trung sẽ chạy test, test thử cho cô chú anh chị mình tất cả mọi chức năng trên xe còn hoạt động hay không. Đây quý chị mình nha, riêng cái dòng này mà nếu mà để anh chị mà đi so sánh với lại một em Camry đúng không, nên là thì thật sự là cái dòng Honda Accord này đi nó vẫn đứng đầu. Thứ nhất tại sao đứng đầu là tại sao cô chú, nó êm ái này, đầm này, chắc này, nhẹ nhàng luôn cô chú chị mình. Riêng xe này anh chị chỉ cần đạp lên phát rồi này, đó, lên phát là dính ghế liền của chú chị mình, chứ không phải được nó mạnh ghê gớm lắm đó. Nhưng mà một cái vô lăng này nó bị hơi lệch xíu xéo, nhưng mà em Trung chưa chỉnh thôi anh chị nha. Anh chị nhìn thấy cái bùng gió đang trong nội thất mà em Trung chưa dọn mà, anh chị thấy không, rất đẹp đó. Đẹp theo cái nét tự nhiên đấy anh chị nha. Đó, nên bởi vậy tại sao mà ngày hôm nay em Trung sẽ tặng cho cô chú anh chị một em xe Honda Accord này, lấy tiền sửa rồi và lấy tiền dọn thôi cô chú chị mình. Bây giờ anh chị thấy không, mua cái xe đó
tiền dọn không là hết 50 triệu, lấy 50 thôi, đồng sơn máy nội thất. Anh chị cái lúc đầu anh chị nhìn những cái xe nó cỡ nào rồi đúng không? Nhưng em tặng cho cô chú anh chị cái xe, giấy tờ pháp lý đều đầy đủ nha cô chú anh chị mình nha. Nhưng lấy tiền dọn tiền sơn thôi. Thật sự là nhiều khi anh em nó làm việc nhiều khi nó cũng cái câu chuyện mà thợ mà đó, anh chị thấy không? Nên là bởi vậy tại sao mà anh em nó làm thì nó cũng phải kiếm gọi là tí công về nuôi vợ nuôi con. Nhưng cái đó thì thật sự là cái gì của em Trung là em Trung cho được. Nhưng mà khổ nỗi là cái mà cái thợ, cái công của anh em nó làm quý anh chị nha, cái công của anh em nó làm thì thật sự là cái đó là không thể nào cho được cô chú chị mình. Nên là bởi vậy tại sao mà em Trung tặng cho cô chú chị cái xe, lấy tiền sửa thôi nha. Đó anh chị ta, cái máy thì bởi vậy nó rất êm luôn quý anh chị. Được cái thì lướt sờ vòng quý anh chị thấy chưa, yêu chưa, cực kỳ là yêu và hấp dẫn cho cô chú anh chị mình nha. Nên là bởi vậy tại sao mà thật sự cái riêng cái xe này anh chị biết không, nó chạy như tên lửa luôn, đạp dính ghế luôn cô chú anh chị mình. Nên bởi vậy tại sao em chúng ta nói cho cô chú anh chị là bao cô chú anh chị chạy từ Nam tới Bắc đó. Thì thôi, cuối video thì cho em Trung kết thúc video tới đây. Tặng xe, lấy tiền sửa, lấy tiền dọn thôi nha. 50. Ok, chào bà con, hẹn gặp lại.